Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2017, phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đức quà triển khai công tác thuế, kiến tường đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phần cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Quyền Một Quá tổ chức Hợp mặt Doanh nghiệp Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017. Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất toàn quyền đạt 1.820 tỷ đồng. Tổng số công trình cơ bản đã triển khai thực hiện là 116 công trình, với tổng trị giá khối lượng thực hiện đạt 100% so với kế hoạch trong sự phát triển chung của toàn quyền có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài quyền đóng góp tích cực cho địa phương trong việc giải quyết việc làm tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động bên cạnh đóng góp cho sự phát triển kinh tế các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện có phần chia sẻ những khó khăn trong công tác đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội phát biểu tại buổi họp mặt chủ tịch ủy ban nhân dân quyện một quá lâm quà xứng yêu cầu các cơ quan đơn vị hành chính quyện tiếp tục phối hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giải quyết kịp thời khó khăn trong đầu tư tạo cơ chế quyết sách phù hợp cho sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp đồng thời mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực hợp tác góp phần xây dựng kinh tế xã hội quyền nhà ngày càng phát triển chi cục thuế quyền đức hòa tổ chức tổng kết công tác thu thuế năm qua chi cục thuế quyền đức hòa đã thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm với tổng thu thuế trên 484,6 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch pháp lệnh, Tuy nhiên, từng nguồn thu, từng địa bàn và lĩnh vực mức độ đạt không đều. Có nguồn thu tăng đột biến như tiền thuê đất, có nguồn thu đạt thấp như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong đó có 12 trên 21 đơn vị hoàn thành dự kế hoạch. Bên cạnh công tác thu thuế, việc cải cách hành chính, kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ, quản lý nợ và các công tác thường xuyên khác cũng được quan tâm thực hiện. Chi cục thuế đã tổ chức 4 cuộc đối thoại với người nộp thuế, tuyên truyền chính sách thuế mới, lắng nghe và hỗ trợ người nộp thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2017, Chi cục thuế huyện Đức Hòa nỗ lực hoàn thành kế hoạch pháp lệnh tỉnh giao 400 tỷ đồng, kế hoạch phấn đấu hội đồng nhân dân huyện giao 450 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kiểm tra thuế 18% trên tổng số doanh nghiệp quản lý, đảm bảo nợ chuyển sang đạt dưới 5% theo quy định và thuế điện tử 3 chỉ tiêu đạt trên 95%. Quyền Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành văn hóa và thông tin. Năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm được Quyền Châu Thành tổ chức chú đáo, tạo không khí sôi nổi phấn khởi trong nhân dân. Trong đó nổi bật là tổ chức tuyên truyền nghị quyết lần thứ 12 của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác kiểm tra dân quá, các dịch vụ kinh doanh, các hoạt động dân quá được tăng cường. Trong đó tập trung vào các đợt cao điểm ngày lễ Tết, có phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông Nguyễn Dương Phong Linh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, chỉ đạo phòng dân quá và thông tin huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Đồng thời quan tâm tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động dân quá thể thao, công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống dân quá đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Mỹ Lệ. Phòng Giáo dục và Đào tạo quyền Cần Đức tổ chức chương trình tập quấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ. Ban giám hiệu Tổ khối trường giáo viên dạy môn tinh học và tiếng Anh của 24 trường tiểu học trên địa bàn quyện. Theo quy định của thông tư 22, để kiểm tra định kỳ phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức, nhận biết, nhắc lại kiến thức, kỹ năng đã học – hiểu kiến thức kỹ năng đã học, trên bài giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân, biết dần dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc. Tương tự trong học tập cuộc sống và dần dụng các kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập cuộc sống một cách linh hoạt. Để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra theo định kỳ, 187 cán bộ quản lý và giáo viên tham gia lớp tập quấn đã thảo luận kỹ thuật, kỹ năng xây dựng đề kiểm tra theo định kỳ, giúp phát huy năng lực của học sinh tiểu học. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Cần Chuột, Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp với bệnh viện đa khoa Long An tổ chức hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng đợt hiến máu lần này có 120 cán bộ, công nhân viên chức, hội viên các đoàn thể xã thị trấn và nhân dân tham gia. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành những hoạt động thường niên, kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân trong việc truyền máu, đóng góp tích cực vào công tác điều trị bệnh cứu người. Qua một buổi hiến máu đã thu được 111 đơn vị máu. Hai tháng đầu năm, toàn quyền Bến Lức đã tiếp nhận trên 300 đơn vị máu, đạt trên 40% số lượng máu so với chỉ tiêu năm nay. Tuy nhiên, so với nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh, thì số lượng máu thu được trong từng thời điểm còn thiếu, nhất là dịp Tết, dịp hè. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện còn tập trung chủ yếu ở lực lượng thanh niên. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông kết hợp với tổ chức tiếp nhận máu, làm tốt công tác giám sát, đánh giá và phấn đấu đến cuối năm đạt trên 650 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt từ 100% trở lên. Hội chữ thập đỏ quyền Tân Trụ kết hợp Bệnh viện Đa khoa Long An và Trung tâm Y tế quyền Tân Trụ tổ chức hiến máu đợt 1. Sau khi tuyên truyền vận động có 128 tình nguyện viên đi hiến máu, qua khám sàng lọc đã hiến được 100 đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa Long An để cấp cứu cho người bệnh. Xác định chỉ tiêu hiến máu nhân đạo là nhiệm vụ trọng tâm của hội ngay từ đầu năm, Hội chữ thập đỏ Quyền Tân Trụ giao cho từng xã thị trấn. Cơ quan quyền dần động theo chỉ tiêu được giao. Thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao trong năm nay, Quyền Tân Trụ sẽ tổ chức 6 đợt hiến máu, phấn đấu hoàn thành 600 đơn vị máu, dược 60 đơn vị máu so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trên này, thành phố Tân An có trên 32.000 hộ được bình xét công nhận gia đình văn quá, đạt trên 97,7%, 100% ấp khu phố đạt danh hiệu áp khu phố dân quá, trên 93%, cơ quan công ty xí nghiệp đạt chuẩn văn quá nếp sống văn minh. 8 trên 14 đơn vị xã phường được công nhận xã dân quá phường văn minh đô thị. Phong trào văn quá chuyên nghệ và thể dục thể thao phát triển mạnh. Nhiều mô hình hay xuất hiện, thể hiện tính xã hội quá cao theo phương châm lấy sức dân phục vụ cho dân. Hiện thành phố đang đẩy mạnh phát triển khu cụm công nghiệp, chuẩn đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đúng hướng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế. Mặt khác, thành phố đang ra sức tập trung ưu tiên cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Công tác chính sách xã hội và giải quyết việc làm được thực hiện tốt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội phải bảo đảm, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Thưa quý vị, hàng năm vào mùa khô, nhiều hộ dân ở huyện Cần Đức lại lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để cải thiện tình trạng này, huyện Cần Đức đã có nhiều giải pháp đưa nguồn nước về phục vụ, trong đó có việc đầu tư các giếng nước và kéo đường ống về các xã khó khăn trong việc khai thác mạch nước ngầm. Đầu năm 2017, ngay sau khi khảo sát các địa điểm có mạch nước ngầm và điều kiện nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt của người dân, Ban quản lý dự án quyền Cần Đức phối hợp Ủy ban nhân dân các xã Phước Tuy, Long Hữu Đông và Long Sơn xây dựng 300 cấp nước với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành tháng 2 năm 2017, kịp thời đưa vào phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương, nhất là các khu vực thường xuyên thiếu nước vào mùa khô. Ông Phạm Dương An, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Tuy, Quyền Cường Đức cho biết. Trước mắt thì trường Phước Ti sẽ có cái cái nguồn nước sạch thường xuyên để phục vụ cho học sinh uh, trong cái mùa khô. Cũng như trước đây thì uh, cái nguồn nước giếng uh, đà mùa khô thì đôi khi nó cũng có bị gián đoạn. Thì trong vấn đề mà xử lý cái 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 nhà vệ sinh cũng như cái môi trường để học sinh rửa tay thì nó có cái phần cũng đôi khi nó cũng thiếu hụt thì nếu mà có được giếng nước này thì cái nguồn nước mà đảm bảo được cái khâu vệ sinh sạch sẽ thì thường xuyên rửa tay thì sẽ chống được các dịch bệnh. Để riêng thì ở bà con của ở Phước ti thì cũng rất là vui mừng, cũng được quyện đã đầu tư cho cái giếng nước để cung cấp kịp thời cho cái mùa khô đủ nước so với năm trước thì có thiếu đó. Thì quyện cũng có quan tâm để tài trợ nước xe chở vô, kể cả của cả bên cái lực lượng quân đội cũng không chở vô. Hôm nay có được giếng nước này thì đảm bảo được nước sạch cho bà con ở mùa khô, trong mùa khô bà con sẽ dùng tốt. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Cần Đức hiện có 629 giếng nước. Ngoài việc đầu tư nâng cấp các trạm nước ở các xã, Ủy ban Nhân dân huyện này còn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhà đầu tư trạm cung cấp nước cho 4 xã dùng hạ, nhằm tạo mọi điều kiện đưa nước sinh hoạt về các hộ dân dùng xa, đảm bảo phục vụ nhân dân. Thưa quý chị được thành lập vào năm 2009. Đến nay, bếp ăn từ thiện Chùa Hư Không ở thị trấn Thủ Thừa đã hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho bệnh nhân nghèo và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Đều đặn hàng tuần vào thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật, các thành viên tình nguyện viên có mặt tại bếp ăn từ thiện từ rất sớm, tất bật chuẩn bị nhận suất ăn cho các bệnh nhân nghèo. Bình quân một ngày, bếp ăn cung cấp trên 200 suất ăn miễn phí. Đảm nhận chuyện bếp nút của bếp ăn, Hầu hết các Phật tử của chùa tham gia Bà Trần Thị Ánh ở khu phố Thủ Khoa Thừa 3, thị trấn Thủ Thừa Giới gần 9 năm tham gia nấu ăn ở bếp ăn từ thiện cho biết vì mình cũng là muốn làm cho người ta từ thiện nặng người ta không có tốn tiền nội nằm bệnh viện là đủ số tiền rồi còn này ăn là khỏi có tốn tiền sáng ít nhất là cũng phải là ăn một cử ăn một cháo là mười ngàn rồi nhưng mà ta đỡ cái mười ngàn đó để ta mua món khác thì cô cũng muốn muốn vậy đó nghèo với là mình giúp cho mấy người mà ta bệnh bệnh đó ăn hết bệnh, hết bệnh ta ăn ta khỏe mình cũng vui có mặt trong buổi phát cơm tại bệnh viện đa khoa quyền thủ thừa cảm nhận được ánh mắt nụ cười niềm vui niềm hạnh phúc của các bệnh nhân nghèo khi đón nhận những phần ăn nghĩa tình. Chị Bùi Thị Hồng ở xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa cho biết, mẹ chị năm nay đã gần 90 tuổi, hay bị bệnh ho, đau nhức phải đến nằm viện tại bệnh viện huyện Thủ Thừa. Mỗi lần nằm viện rất lâu, suốt thời gian đó chị đều nhận cơm từ thiện để ăn. Chị Hồng và bà Đặng Thị Bạch Mai ở thị trấn Thủ Thừa nói: thì mình nhận vậy mình cũng đỡ tốn tiền mua xuống đây mình nhờ cái chùa cho gì đó rồi mình nhận mình ăn cũng đỡ chứ mua thì không có tiền mua vậy mình cũng cảm ơn khi mà mình dùng miếng cơm chay này á là mình cũng rất là tốt tại vì những người nghèo á người ta đâu có làm ra tiền có nhiều khi á người ta nhờ cơm từ thiện người ta sống qua ngày bếp ăn từ thiện là mô hình thực sự có ý nghĩa có phần cùng ngành y tế quyền chăm sóc bệnh nhân nghèo để họ sớm hồi phục sức khỏe những suất cơm trao tặng thể hiện được tình cảm ấm áp của con người và đạo lý tốt đẹp một miếng khi đói bằng một gói khi no thầy thích thiện trí trụ trì chùa hư không ở thị trấn thủ thừa cho biết thêm muốn gây dựng thêm một ngày hai ngày nữa để, để mình cho bệnh nhân người ta ăn tại vì khi mà cơ mà đưa qua bệnh viện thì cho mấy người mà thân nhân nuôi ăn luôn chứ không phải là bệnh nhân thì ở bệnh viện thu thừa thì người ta nằm là toàn là dân ở đồng quê không khó khăn với ý nghĩa nhân dân sâu sắc ấy, trong thời gian tới, mong rằng bếp ăn từ thiện chùa Hư Không sẽ tiếp tục được duy trì và nâng cao số lượng suất ăn đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân nghèo. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin trong nước và thế giới. Bộ Y tế dự định sẽ lấy những kinh nghiệm của Bắc Ninh là tiêu chí để xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Hiện nay, đã có 3 tỉnh thí điểm triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử là Bắc Ninh, Phú Thọ và Hà Nội. Để có cơ sở triển khai rộng rãi hình thức này, Bộ Y tế dự định sẽ lấy những kinh nghiệm của Bắc Ninh là tiêu chí để xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Theo chiếc mời của trạm y tế xã Chi Lăng, Quế Giỏ, Bắc Ninh, ông Nguyễn Như Tạo cùng gia đình ra trạm để khám sức khỏe. Mỗi người sẽ được đo cân nặng chiều cao, đo huyết áp, khám tai mũi họng, mắt và siêu âm. Tất cả thông tin sẽ được lưu trữ vào hồ sơ và mỗi người có một mã số. Mã số này sẽ giúp các bác sĩ khi cần có thể truy cập để tìm thông tin về bệnh nhân. Gần 16.000 người dân tại hai xã Chi Lăng và Phù Lương của huyện Quế Võ đã được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Với số lượng người khám đông, trong khi nhân lực và trình độ của các trạm y tế chưa đáp ứng, Bắc Ninh đã phải quy động tổng lực từ tuyến quyện và tỉnh. Các chuyên gia cho rằng cần phải có lộ trình để khám và xây dựng hồ sơ để đảm bảo chất lượng, Tuy nhiên, vấn đề các tỉnh đang lo ngại là kinh phí triển khai và việc thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được tính như thế nào. Hiện Bắc Ninh và Hà Nội đã có kế hoạch tiếp tục triển khai khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn theo hình thức cuốn chiếu. Tỷ lệ những người ủng hộ công việc Tổng thống Donald Trump đang làm sau một tháng nắm quyền thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ so với các Tổng thống tiền nhiệm. Đây là kết quả của cuộc thăm dò do hãng nghiên cứu dư luận Gallup tiến hành Cụ thể, con số này là 40%, thấp hơn 21 điểm phần trăm so với tỷ lệ trung bình của các tổng thống Mỹ là 61% vào cùng thời điểm trong một tháng cầm quyền. Tỷ lệ người ủng hộ tổng thống Trump dẫn chủ yếu đến từ đảng Cộng hòa với 87%. Trong khi đó, tỷ lệ người ủng hộ ông từ phe Dân Chủ chỉ là 8%. Cuộc thăm dò dư luận của Gallup được tiến hành với 1.527 công dân Mỹ ở độ tuổi trưởng thành trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15 tháng 2, cùng thời điểm với cuộc thăm dò trước đó. Xoài số của cuộc thăm dò cho phép trong khoảng 3%. Ít nhất 20 người thiệt mạng, 30 người bị thương ngày 19 tháng 2 khi một xe chứa bơm phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp ở quận Madina, phía tây thủ đô Mogadishu của Somali. Cảnh sát Somali cho biết số người thiệt mạng do vụ nổ có khả năng tăng do nhiều người bị thương nặng, hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ nổ trên. Tuy nhiên, nhóm biến quân Hồi giáo cực đoan al shabaab tại Somali thường thực hiện các vụ tấn công tương tự. Giờ rồi là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.